Về với cung lễ chùa thầy tại chùa nơi thiêng liêng của Hà Tây, gọi là Hà Tây cũ ấy. Đấy, khu đền chùa. Có cái tích của ngài khi ngài sinh ra, tức là ngài đây là vị thái tử, tên ngài là Tất Đạt Đa. Thì khi mẹ ngài mang thai ngài ạ, đến ngày sinh nở và trở về quê ngoại để sinh nở và có đi qua một khu vườn đó được gọi là khu vườn Lâm Kỳ Ni, có một cây hoa yêu đàm. Cây hoa đó được 3.000 năm mới ra hoa. Bà thấy cây hoa lạ bèn viết xuống để chiêm ngưỡng lúc bấy giờ ngài hạ sinh. Khi ngài hạ sinh ra khỏi mẹ, ngài bước đi đằng trước là 7 bước, mỗi bước đi của ngài đều được đón gót một bông hoa sen. Và đến bước thứ 7 ngài dừng lại, trời đất rung chuyển, có 9 cơn rồng từ trên trời phun nước tắm cho ngài. 9 cơn rồng đến đây được gọi là Kiều Long, và đây là tòa Kiều Long của Đức Phật Thích Ca. Đến bước thứ 7 ngài dừng lại, ngài có tuyên một câu rằng: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên là trời nhưng dưới là đất ạ. Duy nhất chỉ có mình ngài khi bước chân ra khỏi mẹ đã biết đi và biết nói. Ngài được sinh vào ngày 8 tháng 4, nhưng bây giờ Phật lịch đã chuyển sang ngày rằm, tức là ngày trăng tròn tháng 4, được gọi là ngày lễ Phật đản. Các bác được dự đấy ạ. Thế còn đi sâu vào trong ngôi Tam Bảo thì đoàn mình sẽ nghe về 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Và các anh chị sẽ cũng xoay người đi sâu vào trong này để nghe tiếp. Đi. Chùa thầy em ơi, anh vào chùa thầy đi lễ, vào chùa thầy ấy, một cái chùa rất là linh thiêng. Đấy, như khu nhà
cái lối có lối nào đi ra ngoài mình có chứ à? Có. Đi đi lối nào em đi dưới đi nào chứ? Về đây bọn em đi lối này không chào tất cả mọi người đang ở vào chùa thì đang yên tĩnh cho nên không nói to được, cho nên mọi người các bạn là nha, bởi vì xuất ra đây phải nói tiếng Hà Nội đây, bởi vì là tiếng phổ thông thì phải nói tiếng phổ thông đấy. Những người bạn yêu Hoa Lan này, Hoa Lan ở chùa đấy. Nhưng khung cảnh ở chùa rất là yên tĩnh nha. Đấy, Hoa Lan là phi điệp này, khóm phi điệp này. Đấy. Kim chốc đầy hoa này, hoa cực đẹp này. Vào vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chùa thầy em ơi, đến đây chỗ chùa thầy đấy. Cái hoa văn đá này. Đẹp mà yên tĩnh. Yên tĩnh mà không lán được không? Không lán đó, không lán vì điệp bây giờ đây. Ừ. Tôi ngồi đứng ra một tí đứng chờ đó mà hồi đi chai cái lỗ chai chứ. Còn léo lên mình đi. Đi được nó phải trực tiếp đi. Đi đâu đi rụt đó, từ từ. Giờ bắt đầu là lên rú bạn ơi. Lối lên chùa này, bản đồ này. Đấy. Cho anh cho vào cái chỗ tòa soạn cho anh qua bên này. Bắt đầu là lên chùa. Còn tí nữa cháu có mua trên mọi người cởi mua thì. Lên bực các bạn ơi, đấy đá nhá, đang đi lên nhá. Đấy, đang đi ngược nha, cao lắm.
Chào Ngọc Tuyên nha. Cứ lên đi, mưa không sợ, mưa trên này có. Đây đá này. Chùa rất đẹp. Nổi tiếng. Đấy. Chùa thầy. Đá xanh ghép này. Wow. Lên đi, cứ lên đây. Ừ, quay cả đoàn đây, nó quay đây. Phát trực tiếp luôn đây. Ôi. Hít hơi. Rồi. Dạ. Em lọc à. Tí để xuống lấy. Tí nữa. Giờ đâu. Rồi. Lên chùa thầy cái đá. Ôi. Hết thôi bạn ơi. Ui. Mưa gió tầm tả. Nghe kiểu này là xin chùa thầy cái lộc để cho có cái sức khỏe. Đấy, cây đài cổ thụ này. Cao rồi nhá. Đang cao nữa. Đang lên nữa. Mà chạy luôn. Lên nữa đi. Sức khỏe chưa nào đấy. Lên chùa là phải khỏe. Có sức khỏe là phải có tất cả. Đấy, có tất cả làm cái gì nên cả. Lên. Đấy. Ui. Đang live stream đây. Ui. Không chơi được với nhà báo đâu. Đi đón người xuống Hà Nội đón. Kinh khủng. Đấy. Đây là một đại gia đình này. Đấy. Một đại gia đình của nhà mình này. Đang trú mưa. Wow. Ui. Bà thanh chim chóc nhiều vậy. Đấy, đá này. Những cái gốc đại cổ thủ nhá. Kinh khủng. Không phải đi cái dẹp nữa rồi. Lột chắn đi, lột đi. Đi không được. Tốn nhá, đá nó tốn này. Ui giời ơi, cô ai gánh hàng cho cô lên đây nè cô. Ui giời ơi. Ở trên rú mà vẫn có bánh nhá. Đấy. Ui. Đấy. Trên núi vẫn đủ. Không thiếu một cái gì. Đấy, bà chủ quán này. Từ đây lên là xa nữa không? Nếu mà đi hang thì còn 100 mét nữa. 100 mét à? Thôi rồi, lên hang đi. Đã đi đến cùng. Lên bài vào đến nơi. Hang chỉ cho thanh niên thôi. Đấy, cụ ứng có sức, cái cụ cứ ở đây. Người già cầu sức khỏe, tuổi trẻ, cầu tình duyên, trung niên thì có vâng. Cái. Cụ không có sức, cái cụ bởi cụ. Cụ đó. Đấy, đây nhờ cái cụ này, cụ này dẫn dắt đoàn này. Đấy, chào bà con. Có nước suối không? Nước suối. Nước suối cho đá vào. Lạnh à? Lạnh.
Lấy hai ba chai đây. Nếu không có kết thì là chuyện thành thức.